Chào mừng quý vị và các bạn đến ván đấu của hai danh thủ Lữ Khâm và Hứa Ngân Xuyên. Trong ván đấu này, danh thủ Lữ Khâm là người cầm quân đỏ là quyền đi trước và danh thủ Hứa Ngân Xuyên là người cầm quân đen đi sau. Sau đây là diễn biến của ván đấu, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.